Ôi trời ơi, con trai suýt nữa bị bố ăn thịt rồi. Đây là chuyện gì vậy? Nick ở trong chiếc thìa cố hết sức gọi bố, nhưng giọng của cậu quá bé nên Wayner hoàn toàn không nghe thấy. Chiếc miệng siêu to khổng lồ của Wayner đang tiến gần. Nếu bị nuốt vào, Nick sẽ chết chắc. Chính vào giây phút then chốt chú chó cắn Wayner một miếng, lúc này ông ta mới dừng lại. Trời ơi, trong thìa có thứ gì đó. Lấy kính phóng đại ra xem sao. Không ngờ lại là cậu con trai mất tích của mình. Hóa ra Nick và các bạn đã bị thu nhỏ 1000 lần. Kiến đã trở thành ngựa của họ, còn ong trở thành máy bay chiến đấu. Bãi nước tiểu của chú chó trở thành một con sông lớn. Lúc này một con bọ cạp cực độc đã tấn công chúng. Bọn trẻ có thể thoát khỏi kiếp nạn này không? Tại sao chúng lại trở nên nhỏ bé như vậy? Chào các bạn, HCD Review đã quay trở lại rồi đây. Hôm nay mang tới cho các bạn một bộ phim viễn tưởng hài hước mang tên Cưng ơi, anh đã thu nhỏ các con. Câu chuyện phải bắt đầu kể từ 2 hôm trước. Nick là một thiên tài nghiên cứu nhỏ tuổi. Trong nhà chất đầy các đồ vật kỳ quái. Nhìn chiếc máy trước mắt, chú chó nhỏ cào vài nhát. Chiếc máy đã nhả ra một miếng bánh cho chó. Tài năng của Nick được di truyền từ ông bố Wayner. Wayner là một thiên tài khoa học lập dị, ngày nào cũng phát minh trong phòng thí nghiệm. Gần đây ông ấy đang nghiên cứu kỹ thuật thu nhỏ. Nhìn này, ông ta muốn thu nhỏ quả táo. Tia sáng tím mà chiếc máy thu nhỏ này phát ra chiếu lên quả táo. Sau đó Wayner không ngừng tăng dòng điện lên. Kết quả là quả táo bỗng chốc nổ tung. Nếu tính cả lần này thì ông ta đã thất bại tổng cộng 123 lần rồi. Hôm đó, đứa trẻ nhà hàng xóm là John đang chơi đùa trong vườn nhà mình. Nó đánh mạnh một cú, quả bóng chày bay vào phòng thí nghiệm của Wayner. Bóng rơi trên máy tính đánh ra vài con chữ, lại trúng vào máy chuyển đổi, cuối cùng rơi thẳng lên chiếc máy thu nhỏ. Không ngờ lúc này chiếc máy tự nhiên khởi động. Nó chiếu ra tia lửa điện. Tia lửa chiếu lên ghế sofa, sofa chớp mắt đã biến mất. Tiếp theo đó Nick và chị gái cùng với hai đứa trẻ nhà hàng xóm chạy lên lầu tìm quả bóng. Giây phút chúng bước vào phòng thì chiếc máy tự động xác định mục tiêu. Lũ trẻ phút chốc biến mất tăm. Đợi đến khi tỉnh lại mới phát hiện cả 4 đứa đã biến thành người tí hon. Mọi thứ xung quanh với chúng mà nói đều y chang những vật thể khổng lồ. Cây đinh nhỏ giống như một thân cây lớn. Vết nứt trên sàn nhà giống như một cái sông lớn khó đi qua. Ngay cả tiếng chó sủa cũng đủ khiến chúng đinh tai nhức óc. Bọn trẻ bất lực đành phải ngồi trên chiếc ghế sofa thu nhỏ chờ đợi Wayner về nhà. Ống kính thay đổi. Wayner thuyết trình vô cùng trôi chảy trong cuộc họp. Nhưng mọi người đều cho rằng ý tưởng của ông thật điên rồ. Chỉ dựa vào chiếc máy nát của ông mà có thể phóng to hay thu nhỏ đồ vật ác. Nghe giống như là chuyện cười ý. Không một ai tin lời ông ta nói. Thậm chí Wayner còn bị đồng nghiệp cười cho một tràng. Wayner ủ rũ trở về nhà. Bọn trẻ khiêng chiếc ghế sofa, hy vọng có thể thu hút sự chú ý của ông. Chúng cùng nhau liều mạng hò hét. Cổ họng sắp nổ tung luôn rồi nhưng Wayner vẫn không nghe thấy gì. Ông ta tưởng đằng sau mình là sofa, nên ngồi xuống như mọi lần và bị ngã dập mông. Sàn nhà rung lắc dữ dội khiến 4 đứa trẻ ngã lăn quay. Wayner nhìn chiếc máy thu nhỏ không được công nhận trước mắt. Ông ta càng nghĩ càng tức, vừa chửi vừa cầm búa sắt lên muốn đập chiếc máy thành trăm mảnh. Hành động của ông ấy khiến bọn trẻ sợ hết hồn. Chiếc máy hỏng rồi làm sao chúng có thể trở lại được nữa? Đây đúng là chuyện tuyệt vọng nhất trên đời. Bọn trẻ lớn tiếng hò hét, nhưng âm thanh còn không to bằng tiếng con muỗi, nên Wayner hoàn toàn không nghe thấy. Lúc ông ta đập máy đi, thì những miếng kính và linh kiện bắn ra trở thành tai họa của lũ trẻ. May mà chạy nhanh, nếu không thì bị linh kiện đè chết lâu rồi. Sau khi Wayner xả hết giận xong, ông ta lại nhặt chổi lên bắt đầu thu gom rác thải. Điều này đối với bọn trẻ chẳng khác nào một tai họa hủy diệt. Trong đám bụi bặm còn có linh kiện nhỏ, giống như một cơn bão cát sa mạc đang tấn công về phía lũ trẻ. Đôi chân ngắn của chúng hoàn toàn không thể chạy thoát, cho dù chạy thế nào cũng đều bị chiếc chổi vây lại. Chúng đành phải liều mạng bám vào chổi. Sau đó Wayner dùng hót rác hót hết bụi rồi đổ vào thùng rác, giống như cho bọn trẻ chơi cầu trượt siêu cấp vậy. Thấy Wayner buộc túi rác lại, xem ra lần này không còn hy vọng gì nữa rồi. Ông ấy đóng gói bọn trẻ vào túi rác sau đó ném thẳng ra ngoài đường. Ở trong đây vừa hôi vừa thối, thế là chúng nhanh chóng cắt túi ra. Cảnh tượng trước mặt thật sự là vừa bất ngờ vừa thất vọng. Đây chẳng phải là vườn nhà mình sao? Bị thu nhỏ 1000 lần rốt cuộc là cảm giác như thế nào? Giống như đi vào một thế giới khổng lồ. Tất cả những gì trước mặt đúng thật là kỳ diệu. Mấy cây cỏ lùn trong sân lúc này giống như một khu rừng mưa nhiệt đới. Ngay cả một chiếc lá cũng có thể làm cầu trượt. Một con côn trùng nhỏ xíu trước kia giờ biến thành một con thú hoang vô cùng hung dữ. Bọn trẻ bị thu nhỏ, muốn trở lại như cũ thì phải về nhà tìm Wayner mới được. Quãng đường vốn có vài bước chân, nhưng đối với bọn trẻ mà nói tương đương với một cuộc phiêu lưu trong rừng. Lúc này trên đỉnh đầu có một con bướm. Tiếng cánh nó chuyển động vù vù trong gió cũng đã khiến lũ trẻ sợ mất hồn. Vẫn chưa đi được bao xa thì trước mắt đã xuất hiện một con sông lớn. Nhìn kỹ một lát, đây chẳng phải là bãi nước tiểu của chó sao? Bơi qua đó thì không ổn lắm. Hương vị này thực sự quá chua đi. Vẫn nên đi vòng qua thì tốt hơn. Lúc này Nick đột nhiên nhớ ra, đôi tai của chó nhà mình vô cùng nhạy bén. Chỉ cần gọi nó đến đây thì chẳng phải mọi chuyện đơn giản hơn sao? Thế là cậu lập tức trèo lên đóa hoa dại trên cao không ngừng huýt sáo. Chú chó thực sự đã chạy đến. Lúc này một con mèo nhảy vào trong vườn làm con cún sợ hãi bỏ chạy vào nhà. Lúc này cái cây bắt đầu rung rinh. Nick tuột tay rơi vào trong nhụy hoa, cả người dính đầy phấn hoa. Nick của hôm nay thật là đen đủi. Chính vào lúc này trên trời có một đàn ong mật bay đến. Con ong lao về phía Nick đồng thời giơ chân ra. Lẽ nào nó muốn ăn thịt mình sao? Đứa trẻ nhà hàng xóm Ras nhảy lên lưng con ong.
Lúc này ong cũng bay lên cao. Hóa ra vừa nãy nó đi lấy mật. Ras kéo thật chặt Nick. Con ong nhỏ giống như máy bay đưa chúng bay đến chỗ ông bố. Ông này cũng thật là cầm gậy bóng chày lên bắt đầu đập con ong. Nếu bị đập trúng một cái chắc chắn sẽ chết ngay tại trận. Thế này chẳng khác nào đập chết con trai. Wayner vẫn đang vung gậy bóng chày. May mà kỹ thuật đánh bóng của ông ấy khá kém, đập cả buổi cũng không trúng. Chính vào lúc đó con ong xuyên qua bãi cỏ và giảm tốc độ đột ngột. Nick và Ras đều rơi xuống dưới. Lúc này Wayner cuối cùng cũng nghĩ ra điều gì. Ông ấy nhìn chiếc gậy trong tay, hình như nhà mình không có gậy bóng chày. Lúc này Wayner ngẩng đầu nhìn lên lỗ thủng trên cửa kính phòng thí nghiệm, đột nhiên ý thức được điều gì đó, thế là chạy nhanh lên lầu. Tìm kiếm khắp nơi thì mới phát hiện một cái ghế sofa mini bị dẫm nát. Hóa ra chiếc máy mà mình phát minh thật sự hữu dụng. Nhưng còn chưa vui được bao lâu thì Wayner nhớ ra, chết rồi, bọn trẻ nhà mình có lẽ cũng bị thu nhỏ rồi. Hơn nữa bị ông ta quét rồi tống vào túi rác rồi. Wayner cố gắng lật tung túi rác, nhưng không tìm thấy các con mình đâu, nhưng cũng phát hiện vết rách trên cái túi. Ông ta phán đoán lũ trẻ chắc chắn ở trên bãi cỏ, vì tránh dẫm trúng các con. Bố của Nick đã đi cà kheo, đeo kính phóng đại 8 lần bắt đầu tìm kiếm từng chỗ một. Nhưng cà kheo không may chạm vào ống nước, nên van nước mở ra, phút chốc nước bắn ra khắp nơi. Thảm cỏ biến thành chiến trường với những quả bom nước. Bọn trẻ sợ hãi bỏ chạy. Những giọt nước giống như những quả bom khổng lồ rơi xuống bên cạnh lũ trẻ. Nick bị bắn trúng người, nhanh chóng được đồng đội dìu lên trên cao. Chị gái Nick cũng bị trúng một quả bom nước và ngã xuống dưới. Nhưng may là nước dưới đó cũng không sâu lắm. Ở bên kia, Wayner leo qua dây phơi đồ để tắt vòi nước. Những người khác thấy thế đều tưởng Wayner bị điên rồi. Cuối cùng cũng khóa được van nước. Lũ trẻ cũng coi như may mắn thoát nạn, vì tránh sự cố như vậy xảy ra lần nữa. Lần này Wayner treo mình lên cây sào. Kết quả Nick chạy qua ngay trước mắt bố, nhưng Wayner cũng không nhìn thấy. Trải qua một ngày dài trèo đèo lội suối, lúc này lũ trẻ đã bụng đói cồn cào. Phát hiện một miếng bánh kẹp kem lẫn trong đám cỏ. Nếu lúc chưa bị thu nhỏ thì miếng bánh này chỉ đủ cắn một miếng. Bây giờ cái bánh này đủ cho cả 4 người ăn cả năm rồi. Đúng lúc chúng đang ăn uống ngon lành thì một con kiến khổng lồ cũng đến đó. Nhưng kẻ địch này chắc cũng không quá nguy hiểm. Bọn họ nghĩ đến loài kiến chạy rất nhanh nên có thể cưỡi nó về nhà. Họ lấy chút bánh treo trước mắt con kiến để cho nó đi theo thức ăn. Cứ như vậy cả 4 người vô cùng thong thả đi về phía nhà mình. Đến tối, cả hai vợ chồng Wayner cùng tìm kiếm. Họ đeo đèn trước chắn lùng sục trên bãi cỏ. Hàng xóm nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì thốt lên. Trời, bệnh điên cũng bị lây từ chồng sang vợ à? Thế là ông ta tiện tay ném mổ thuốc của mình vào trong bãi cỏ. Tàn thuốc không may rơi trước mắt lũ trẻ. May mà Nick nhiều mưu mẹo, bọn chúng tìm cỏ khô làm một ngọn đuốc. Như thế có thể lần mò đi trong màn đêm rồi. Chúng tìm thấy một miếng gỗ đồ chơi bỏ đi định ngủ bên trong. Trải qua đêm đầu tiên sau khi bị thu nhỏ, mà không biết rằng thứ đang đón chờ họ trong đêm nay khủng khiếp thế nào. Nếu cơ thể của bạn bị thu nhỏ 1000 lần, vậy thì đừng bao giờ đụng phải côn trùng. Lũ trẻ đang ngủ say đột nhiên một con bọ cạp đến tấn công. Bọn chúng sợ hãi cực độ, co giò bỏ chạy. Con bọ cạp tấn công rất quyết liệt. Giòn bị nhốt trong đồ chơi, tiếp đó bọ cạp dùng càng của mình thò vào bên trong để tấn công cậu bé. Bọn trẻ muốn cứu bạn mình, cầm ngọn đuốc bên cạnh lên thi nhau ném về phía nó. Nhân lúc nó chuyển đổi mục tiêu, giòn đã nhảy xuống dưới, nhưng vẫn bị nó nhắm đến. Cậu bé đoán giây tiếp theo mình chắc chắn sẽ toi mạng. Chính vào lúc này, con kiến ra trận đầy anh dũng, bắt đầu quyết đấu với bọ cạp. Nhưng nhìn là biết thực lực hai bên chênh lệch quá lớn. Con bọ cạp dùng càng và đuôi nhọn liên tục công kích kiến. Kiến nhỏ chỉ có thể lùi về phía sau, hoàn toàn không có sức chống cự. Chỉ kiên trì được 2 phút thì đã bị đuôi bọ cạp độc đâm trúng. Bọn trẻ cũng tham gia chiến đấu, cầm gậy gỗ xông về phía kẻ thù. Bọ cạp cảm thấy kẻ địch quá đông nên đã rút về địa bàn của mình. Nhưng lúc này bạn kiến đáng thương cũng đã hy sinh tính mạng của bản thân. Trải qua một đêm dài đằng đẵng, trời cuối cùng cũng sáng rồi. Nhưng tại sao vừa mới sáng mà gió to đã nổi lên thế nhỉ? Hóa ra là máy cắt cỏ đang làm việc. Lũ trẻ lại liều mạng ẩn náu. Chắc là Wayner không tìm được con trai nên lên cơn đây mà. Thì ra lại là một thằng bé nhà hàng xóm chạy vào vườn nhà Nick chơi máy cắt cỏ. Bọn trẻ khó khăn lắm mới trốn được vào hang run đất. Nhưng trùng hợp thế nào máy cắt cỏ lại ngay ở miệng hang. Lực hút cực mạnh khiến Nick chớp mắt bị cuốn đi. Bọn trẻ thấy vậy thì nắm tay nhau. Nhưng do sức chúng quá yếu nên đều bị hút lên trên. Lần này tất cả đều thành thịt say rồi. Chính vào lúc nguy cấp, bố mẹ Nick cướp lấy điều khiển từ xa của máy cắt cỏ. Lũ trẻ mới coi như thoát được một kiếp nạn. Nhưng lúc này con chó lại ở gần đó. Dựa vào khứu giác nhạy bén nên đã xác định được vị trí của 4 người. Bọn trẻ nhân cơ hội bám vào lông chó, đồng thời hét lớn bảo nó chạy về nhà. Chú chó hình như nghe hiểu tiếng người. Vào trong nhà, chú chó kích động bất thường nhảy thẳng lên bàn ăn, thử thu hút sự chú ý của ông chủ. Nhưng lúc này Nick tuột tay và bị rơi thẳng vào trong bát sữa bò của bố. Wayner xúc từng thìa sữa đổ vào miệng. Cho dù lũ trẻ có hò hét lớn thế nào nhưng ông ta hoàn toàn không để ý. Nick sắp bị bố ruột nuốt vào trong bụng rồi. Vào lúc nguy cấp, chú chó cắn thật mạnh vào ống chân Wayner. Wayner bình tĩnh lại cầm kính phóng đại lên. Lúc này mới phát hiện con trai mình trong bát, còn có 3 đứa trẻ khác. Tiếp theo họ đưa hàng xóm đến nhà. Một tia sáng phát ra, lũ trẻ đã khôi phục hình dáng ban đầu. Wayner dựa vào nguyên lý ngược hướng của kỹ thuật thu nhỏ, nghiên cứu ra kỹ thuật phóng to. Ông ấy có thể phóng to bất cứ vật thể nào. Một con gà quay được phóng đại gấp 10 lần, đủ cho họ ăn 3 ngày mới hết.
miếng bánh quy cho chó được phóng đại 20 lần. Chú cún đó hạnh phúc chết mất thôi. Bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Xem xong phim các bạn có cảm nghĩ gì? Hãy cho bọn mình biết ở dưới phần bình luận nhé. Còn nếu các bạn thấy hay nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ bọn mình. Hẹn gặp lại các bạn trong những bộ phim tiếp theo. Bye bye!